Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu một bức tranh chủ đề về ngôi nhà Trung Thu. Ông sao này là ông sao xếp đèn cho mọi người, chủ đề về Trung Thu nha. Và Trung Thu thì đương nhiên là mình sẽ tô rồi. Ok, và mình hướng dẫn thấy đủ rồi. Và có lẽ đến lúc mình bắt đầu tô nhé. Ok, mọi người xem đi ạ. Đầu tiên, tính màu trà xanh. Cố lên. Và mình sẽ tìm tiếp theo là màu xanh lá. Và mình sẽ tô đến cái phần bông hoa ở trên bàn cưới nha. Tiếp theo là ống khói thì màu nâu. Mái nhà màu tím. Mình sẽ tô hết cái này màu tím nha mọi người. Tôi như người. Và mình sẽ đây là 249. Ô, sao lại là 4 nhỉ? Chết tôi rồi mọi người ơi. Mình đã tô nhầm một bước số là để mình sửa lại nhé. 259. Mình sẽ hướng dẫn mọi người tô luôn ạ. Mấy cái chấm vòng tròn này mình vẫn tô một xanh hơn nha mọi người. Và mình sẽ đây là nơi đó. Mọi người ơi, hãy tô theo mình. Ok, tiếp theo là màu nâu. Và màu đỏ. Và mình sẽ tô, đây sẽ là chiếc bình thường. Mình sẽ tô một người cho mọi người xem kết quả của mình nha. Cánh cửa màu tím. Đó, và tiếp theo là màu cam. Mình sẽ tô tường màu cam như mình nhé. Em mà nơi đâu anh màu. Hãy tô bằng màu cam nha. Tô như mình là đảm bảo 10 điểm nha mọi người. Ok, và mình sẽ hoàn thiện luôn phần dưới nha, là phần sông nước chảy xung quanh nha, rồi màu xanh màu chắc chắn rồi. Ok, bắt đầu. À không, mình thích sử dụng một phân lận này cơ. Ok, sử dụng nhé. Hãy tô theo đường nét như mọi người. Và mình sẽ rất đẹp luôn mọi người. Rồi. Không đẹp không lấy tiền. Mà mình sẽ đợi mọi người tô nhé. Mắt mình sắp không mở được rồi. Em nghe đẹp. Ô sợ. Giàu nhiều thế.
Mỗi mình hơi nhiều dầu, mọi người đông cả. Có cách nào để tẩy rửa dầu đi không ta? Mua cái lau dầu đâu đấy? Ok, hôm nay mình sẽ tìm cái này lau dầu nha mọi người. Chết rồi, phải nốt lại. Trời ơi, mua lau dầu sợ không nhớ. Tôi nhanh lên nha, mình xong rồi đó. Và mình sẽ tô màu cho từ cái lọc chai gắn trên bánh cưới nha. Đó. Và đây chính là chiếc bánh cưới của mình sau khi mình đã tô màu xong. Mọi người có thể tham khảo theo bé của mình nha. Mọi người đã theo dõi video của mình. Ok, sau tôi đang xong. Ok, và bức tranh của mình đã hoàn thành rồi nha. Đây bức tranh 259. Chúng ta chuẩn bị hoàn thành bức tranh 260 ngay sau đây thôi. Tốt rồi. Mọi người hãy xem và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Like nữa, like càng nhiều mình càng được nhiều tiền. Hay như đó nên là mọi người hãy like, share và đăng ký kênh của mình nha. Mọi người tôi đến đâu rồi? Ok, và video của mình đến đây kết thúc rồi. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Ok, video của mình kết thúc tại đây nhé. Bye bye. Bye bye, bye bye.